Hà Ngân viết tâm thư dài đầy ẩn ý sau khi trở lại Sài Gòn. Trong suốt thời gian vài tháng qua, Hà Ngân đã bắc tiến để tham gia phim truyền hình 11 tháng 5 ngày. Không chỉ ghi điểm trong mắt khán giả vì khả năng diễn xuất tiến bộ, Hà Ngân còn gây chú ý bởi tin đồn phim giả tình thật với Thanh Sơn. Sau khi bộ phim kết thúc, Hà Ngân đã chính thức lên tiếng phủ nhận yêu đồng nghiệp. Cách đây ít hôm, nữ sinh viên 9X cũng đã rời Hà Nội để trở về thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục công việc. Cho đến chiều ngày 21 tháng 11, Hà Ngân viết tâm thư dài để gửi lời xin lỗi về những chuyện đã qua và thông báo kết thúc hành trình bắc tiến. Hà Ngân bộc bày trong tâm thư, và ngày qua cũng có vài câu chuyện nhỏ xuất phát từ tình cảm của Ngân mà ra. Suy cho cùng cũng là vì Ngân, vì tình cảm các bạn muốn dành cho Ngân và vì Ngân muốn bảo vệ những người mình thương yêu. Nếu Ngân có làm gì làm mọi người phiền lòng, hãy nhận lời xin lỗi chân thành của Ngân và bỏ qua cho Ngân. Liên tục đăng status tâm trạng và có những biểu hiện lạ khiến người hâm mộ lo lắng, Hà Ngân cũng lên tiếng trấn an, đừng lo lắng gì cả vì Ngân mạnh mẽ lắm và hãy đón chờ những điều mới mẻ từ Ngân nha. Trước đó, phía Hà Ngân đã chính thức lên tiếng về tin đồn đang yêu Thanh Sơn. Khi tham gia bất kỳ dự án phim nào, Ngân cũng vướng tin đồn phim giả tình thật, quả thực có tiếng mà không có miếng. Nên Ngân muốn khẳng định rằng mối quan hệ của Ngân và anh Thanh Sơn chỉ dừng lại ở mức độ đồng nghiệp, không vượt quá giới hạn. Mọi hình ảnh hay status mọi người thấy chỉ dừng lại ở vai diễn Tuệ Nhi Hải Đăng của 11 tháng 5 ngày. Tuy nhiên, bên cạnh những người hâm mộ yêu thích nhiệt tình ủng hộ, mong mỏi Thanh Sơn và Hà Ngân yêu nhau thật ở ngoài đời, thì mặt khác có một số fan phản ứng gay gắt. Điều này phần nào gây ảnh hưởng đến Hà Ngân cũng như đồng nghiệp của cô là Thanh Sơn. Dù có vai diễn thành công là thế, nhưng Hà Ngân cũng khó tránh khỏi những thị phi bủa vây. Qua sự việc này, người hâm mộ gửi nhiều lời động viên đến cô gái trẻ,